Quá là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Tôi đã lấy lại được ạc rồi. Và sau khi ạc mình đã bị ngủm được hơn 2 tuần các bạn, hơn 2 tuần. Và 2 tuần đó tôi chỉ buồn có 2 ngày à. Còn mấy ngày sau tôi lấy ạc bà Suna tôi chơi. À thế à. Thì sau đó tôi tìm mọi cách để mà lấy lại được cái ạc của tôi. Các bạn ạ, nó kích luôn cả số điện thoại của tôi ra, tôi tức quá. Nhưng mà vẫn còn cái mail của tôi các bạn, vẫn còn mail tôi dính trong cái tài khoản đó. Và đây là ạc của tôi. Hahahaha.